dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị mâm cơm cúng ông công ông táo như thế nào. Các bạn thân mến, hàng năm vào ngày 23 tháng Chạp, người Việt ta lại tất bật làm cơm cúng tiễn táo quân lên chầu trời. Táo quân còn được gọi là vị thần bếp, chính vì vậy nhiều người quan niệm rằng phải cúng táo quân ở bếp mới là đúng. Thờ táo quân như thế nào mới là đúng? Ngày 23 tháng Chạp hay ngày ông táo về chầu trời còn được xem như ngày cúng gia tiên, tất niên cuối năm. Đây là lễ mở đầu cho hàng loạt các nghi lễ trong Tết Nguyên đán của người Việt, kéo dài từ ngày 23 tháng Chạp cho đến rằm tháng Giêng. Các nhà nghiên cứu cho rằng không nên cúng táo quân trên bàn thờ gia tiên vì thực chất ông công ông táo là hai vị thần khác nhau. Ông công hay còn gọi là thổ thần là vị thần cai quản đất đai trong nhà, còn ông táo hay còn gọi là ông đầu rau là vị thần cai quản chuyện bếp núc trong gia đình. Theo quan niệm dân gian, táo quân là vị thần cai quản chuyện bếp núc của mỗi gia đình. Táo quân bao gồm hai ông và một bà, cũng là tượng trưng cho chiếc kiềng ba chân trong căn bếp ấm cúng của người Việt ngày xưa. Người xưa quan niệm, gia đình có yên ấm hạnh phúc hay không, cốt yếu là ở cái bếp bởi đó là nơi giữ lửa, giữ sinh khí của cả nhà. Táo quân, vị thần bếp, sẽ chính là người biết hết mọi chuyện lớn bé, xấu tốt trong nhà gia chủ. Hàng năm cứ 23 tháng Chạp là táo quân lại cưỡi cá chép lên thiên đình, bẩm báo với Ngọc Hoàng mọi việc tốt xấu trong năm của từng nhà, đồng thời thay gia chủ bày tỏ mong muốn một năm mới vạn sự an lành. Vì vậy gia đình nào cũng chuẩn bị một mâm cỗ đầy đủ để tiễn các táo lên chầu trời. Truyền thống từ xa xưa cho rằng bàn thờ táo quân nên đặt ở trong bếp, vị trí trên hoặc bên cạnh bếp đều được. Chính vì vậy, mâm cơm cúng táo quân nên được đặt ở ban thờ riêng của các táo, tức là ở trong bếp. Tuy nhiên, ngày nay, việc thờ cúng đã đơn giản hóa đi nhiều. Nhiều nhà không có bàn thờ ông táo riêng nên họ chuẩn bị hai mâm cơm cúng, một mâm đặt trong khu vực bếp và một mâm thắp hương tại ban thờ thần linh gia tiên. Dọn dẹp căn bếp ra sao? Sau khi tiễn đưa ông táo, mọi người thường bắt đầu dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa cho sạch sẽ, gọn gàng để đón sinh khí cho ngày Tết. Đầu tiên, chúng ta phải lau chùi đồ cúng ông bà tổ tiên để tỏ lòng thành kính. Sau đó, tùy theo văn hóa vùng miền và gia đình, chúng ta có thể treo tranh, câu đối để ngôi nhà mang màu sắc tươi vui, may mắn. Cuối cùng, chúng ta có thể sắm cây quất, cành đào, cây mai hay cắm hoa để chuẩn bị đón năm mới, đón một mùa xuân hạnh phúc bên gia đình. Mâm cơm cúng táo quân gồm những gì? Theo các chuyên gia, nghi lễ thờ cúng táo quân tối thiểu phải có bài vị, bát hương và vật phẩm thờ cúng, gồm hương, đèn, hoa đăng, hoa, quả, nước. Ngoài ra, thờ táo quân thì cần thêm 3 hũ gạo, muối, nước bày hàng ngang phía trước bát hương. Vị trí của định phúc táo quân cần đặt ở nơi cao nhất của bàn thờ chính trong gia đình. Trên bàn thờ, cao hơn phía sau đặt bài vị thờ ba vị tam tài, thổ công, thổ địa, thổ kỳ. Và vị trí thấp hơn phía trước là vị trí đặt bài vị thờ gia tiên. Bên trái bàn thờ, cao hơn, thờ ngũ vị tài thần của người Việt, gồm Hoàng Thiên là vua cai quản vùng trời của một quốc gia, Hậu Thổ là vua cai quản vùng đất lãnh thổ của một quốc gia, và ba vị định phúc táo quân là ba thần bản gia. Bài vị thờ táo quân thường ghi tên ba vị thần táo là Đông Trù, Tư Mệnh, Táo Phủ, Thần Quân, Thổ Địa, Long Mạch, Tôn Thần, Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc Đức, Chính Thần. Chuẩn bị mâm cơm cúng ông công ông táo như thế nào? Mâm cỗ cúng ông công ông táo vào ngày 23 tháng Chạp thường được chuẩn bị rất tươm tất vì đây là một tục lệ truyền thống cổ truyền rất được coi trọng của người Việt. Đồ cúng: mũ, giày táo quân. Ba chiếc mũ ông công ông táo có cánh chuồn, ba đôi giày được trang trí với các họa tiết và dây kim tuyến sặc sỡ. Những đồ vàng mã này sẽ được đốt đi sau lễ cúng ông táo vào ngày 23 tháng Chạp cùng với bài vị cũ, sau đó người ta lập bài vị mới cho táo công. Ngoài ra, người miền Bắc còn cúng những con cá chép nhỏ để trong chậu nước, ngụ ý cá hóa rồng làm phương tiện cho ông táo lên chầu trời. Sau khi cúng, những con cá này sẽ được phóng sinh. Ở miền Trung, người ta cúng một con ngựa bằng giấy với yên, cương đầy đủ. Còn ở miền Nam thì đơn giản hơn, chỉ cúng mũ, áo và đôi hia bằng giấy là đủ. Tùy theo từng gia cảnh, ngoài các lễ vật chính kể trên, người ta hoặc làm lễ mặn với xôi gà, chân giò luộc, các món nấu nấm, măng, hay lễ chay với chầu cau hoa quả, giấy vàng, giấy bạc để tiễn táo quân. Một đĩa muối, một đĩa gạo, một bát canh mọc, một đĩa xào thập cẩm.
5 lạng thịt vai luộc, 1 đĩa xôi gấc, 1 đĩa cá rán, 1 đĩa chè kho, 1 đĩa hoa quả, 1 ấm trà sen, 1 quả cau, lá trầu, 1 lọ hoa đào nhỏ, 1 lọ hoa cúc, 1 tập giấy tiền vàng mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn sẽ có một năm mới bội thu, niềm vui và tiền bạc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.